sinh 5B. Lời Chúa. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Văn kiện Tổng Tu Nghị 21 số 7. Chúa Thánh Thần thúc đẩy những con người tận hiến nhận ra sức hút của một chọn lựa cam go bước theo Chúa Kitô. Suy niệm. Hình ảnh bà Maria Magdalena, Phêrô và Gioan vội vã đi đến mộ Chúa cho thấy thái độ can đảm ra khỏi sự an toàn của mình để đến gặp Chúa, với một động lực chung là đức tin, một niềm vui chung là tin mừng sống lại, và một tình yêu chung là Đức Giêsu phục sinh. Mặc dù nơi họ đến có thể là nơi đáng sợ, nhưng điều đáng sợ đó chẳng là gì so với tình yêu mãnh liệt mà cả ba nhân vật dành cho Chúa. Tâm hồn của họ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc vì Chúa đã sống lại. Khi nhận lãnh tin vui phục sinh, chúng ta cũng được mời gọi trở nên như Maria Magdalena, Phêrô và Gioan, chạy thật nhanh trên đường đức tin, tình yêu và đặt niềm hy vọng vào đấng phục sinh. Trên hành trình bước theo Chúa, dù có những lúc đầy tăm tối, u sầu chán chường, thử thách và thất vọng, nhưng chắc chắn một điều, niềm tin phục sinh ngập tràn ánh sáng hy vọng sẽ chiếu sáng mọi tăm tối. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm, sẵn sàng ra khỏi sự an toàn của bản thân để đem tin mừng Chúa phục sinh đến cho mọi người. Khi chúng con gặp đau khổ, thử thách, xin cho chúng con luôn tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa là đấng chiến thắng sự chết và đã sống lại trong vinh quang. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Hôm nay, chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm sống niềm vui phục sinh qua việc nở nụ cười nhiều hơn, bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để chia sẻ niềm vui phục sinh đến với mọi người.